Kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Sau đây là những nội dung nổi bật sẽ có trong chương trình hôm nay. Đảng ủy khối cơ quan doanh nghiệp tỉnh tổ chức hội thảo nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới. Rộn ràng mùa măng sạt ở Văn Bản. Bảo tồn và phát huy giá trị nghề làm tranh dân gian Đông Hồ. Tin quốc tế, rực rỡ những cánh đồng hoa tulip ở Hà Lan. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên của Đảng bộ khối cơ quan doanh nghiệp tỉnh trong giai đoạn mới. Đây là chủ đề của hội thảo do Đảng ủy khối cơ quan doanh nghiệp tỉnh tổ chức sáng ngày 17 tháng 4. Hội thảo là hoạt động ý nghĩa nằm trong chuỗi sự kiện hoạt động kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Đảng bộ khối cơ quan doanh nghiệp tỉnh, mùng 10 tháng 5 năm 1959, mùng 10 tháng 5 năm 2024. Tại hội thảo, Thường trực Đảng ủy khối cơ quan doanh nghiệp tỉnh nhấn mạnh, hội thảo được tổ chức nhằm tiếp tục thực hiện hiệu quả hơn nữa việc nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên, góp phần xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị ở cơ sở trong sạch vững mạnh, theo tinh thần nghị quyết số 21 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Nội dung của hội thảo xoay quanh nhiều vấn đề, trong đó tập trung vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy trong việc nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên. Đảng ủy khối đã nhận được 20 ý kiến tham luận. Các tham luận đã khẳng định vai trò trách nhiệm của cấp ủy, nhất là vai trò của người đứng đầu cấp ủy trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên. Đánh giá những thuận lợi khó khăn từ thực tiễn chi bộ, đảng bộ cơ sở, những kết quả đạt được, những tồn tại hạn chế, đề xuất các nhiệm vụ và giải pháp quan trọng nhằm khắc phục hạn chế, đưa hoạt động của tổ chức cơ sở đảng đi vào nề nếp, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng ngay từ cơ sở. Ngày 17 tháng 4, Công an tỉnh Lào Cai tổ chức lễ phát động phong trào đọc sách hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam với chủ đề Công an nhân dân đẩy mạnh học tập suốt đời theo tấm gương Bác Hồ vĩ đại. Thông qua lễ phát động nhằm nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị, nhận thức của cán bộ chiến sĩ về ý nghĩa to lớn của việc đọc sách để trang bị kỹ năng kiến thức, đặc biệt là kiến thức nghiệp vụ, pháp luật. Thông qua đó góp phần nâng cao hiệu quả công tác của mỗi cán bộ chiến sĩ trong toàn lực lượng, gắn với thực hiện phương châm 3 vừa, 4 rõ, 5 hơn, đồng thời tôn vinh người đọc và những người tham gia sưu tầm, sáng tác, xuất bản, in và phát hành, lưu trữ sách trong Công an nhân dân. Ngày 17 tháng 4 tại huyện Bát Sát, Ban dân tộc tỉnh đã tổ chức lớp tập huấn về luật hôn nhân và gia đình cho 120 học viên là cán bộ cấp xã, cán bộ đoàn thể thôn bản và người uy tín, tuyên truyền viên trên địa bàn huyện. Tại lớp tập huấn, các học viên được trang bị kiến thức cơ bản về luật hôn nhân và gia đình, hệ lụy của tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, các quy định xử phạt hành chính, hình sự liên quan đến tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trong công tác phòng chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống. Thông qua lớp tập huấn giúp các học viên có thêm những kiến thức, kỹ năng cơ bản để vận dụng vào thực tế công việc, góp phần hạn chế tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, nâng cao chất lượng dân số trên địa bàn huyện. Từ một bản đặc biệt khó khăn có 100% đồng bào dân tộc sinh sống, đến nay bản 2 đã trở thành điểm sáng về phát triển kinh tế xã hội và xây dựng nông thôn mới ở xã Điện Quan, huyện Bảo Yên. Những đổi thay đó có được khi mỗi đảng viên trong thôn, trong đó có bí thư chi bộ Triệu Văn Nhình, luôn gương mẫu đi trước, làm trước để bà con thấy, học và làm theo. Để bà con trong thôn thực hiện chuyển đổi cây trồng vật nuôi, bí thư chi bộ Triệu Văn Nhình đã tiên phong đưa cây quế về trồng trên diện tích đất đồi của gia đình. Đến nay, diện tích quế của gia đình ông đã lên tới gần 10 hecta, trong đó có nhiều diện tích đã cho thu hoạch tỉa, mang lại nguồn thu ổn định. Bí thư chi bộ đứng đầu trong thôn bản thì là với vai trò như vậy thì tôi là để đi đầu trong mọi công việc, ví dụ như xây dựng nông thôn mới, để phát triển kinh tế rồi thì là vận động đóng góp ủng hộ tất cả những công trình phúc lợi của thôn bản, vậy là tất cả mọi công việc thì tôi là đều là đứng đầu để làm cho bà con nói theo.
Học theo bí thư chi bộ, hầu hết các hộ dân trong thôn đều trồng quế, nhà ít thì vài hecta, nhà nhiều thì lên tới cả chục hecta. Từ cây quế kết hợp với phát triển chăn nuôi, trồng trọt, thu nhập bình quân của bà con trong thôn hiện đạt trên 41 triệu đồng một năm, cả thôn chỉ còn 3 hộ nghèo. Đồng chí cũng thường xuyên sát sao với bà con, giúp đỡ bà con, hướng dẫn bà con về các vấn đề làm ăn, ví dụ như trồng quế, cách trồng quế, cách phát tỉa cây quế, cách phát cành quế để tăng thu nhập cho bà con. Cùng với vận động nhân dân phát triển kinh tế, với vai trò là bí thư chi bộ, tại các buổi sinh hoạt chi bộ, ông Nhìn cùng các đảng viên bàn bạc thống nhất đưa ra các giải pháp tuyên truyền vận động nhân dân tích cực tham gia thực hiện các nhiệm vụ chính trị, nhất là thi đua xây dựng nông thôn mới. Trong mỗi hoạt động, ông Nhìn đều gương mẫu thực hiện trước, làm gương cho bà con theo. Từ việc tự nguyện hiến hơn 100 mét vuông đất của gia đình bí thư chi bộ, người dân bản 2 đã hiến 1.000 mét vuông đất, đóng góp ngày công và hơn 62 triệu đồng tiền mặt để hoàn thành đổ bê tông 3 km đường giao thông nông thôn, làm đường điện thắp sáng. Đồng chí cũng rất sát sao, cũng giao nhiệm vụ rất cụ thể cho chúng tôi thực hiện. Đồng chí luôn gương mẫu và luôn đi đầu trong công tác phong trào xây dựng nông thôn mới. Đồng chí đã rất nhiệt tình, nỗ lực đi vận động quần chúng nhân dân để tham gia xây dựng nông thôn mới. Những đồi quế ngút ngàn, những ngôi nhà khang trang được xây dựng ngày càng nhiều là minh chứng khẳng định sự đổi thay phát triển của bản 2 xã Điểm Quan hôm nay. Những đổi thay ấy có được từ tinh thần đi trước, làm trước của các đảng viên trong thôn, đặc biệt là vai trò nêu gương của bí thư chi bộ, miệng nói tay làm Triệu Văn Nhìn. Tính đến ngày 16 tháng 4, 100% xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh đã hoàn thành tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã, nhiệm kỳ 2024-2029. Trong đó, 8 huyện, thị xã, thành phố đã tổ chức xong trong tháng 3. Riêng huyện Mường Khương sau thời gian gấp rút hoàn thành, đến nay 16 trên 16 xã, thị trấn cũng đã tổ chức xong đại hội. Công tác tổ chức đại hội được thực hiện theo đúng quy trình, đảm bảo tiến độ theo hướng dẫn của Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Các văn kiện đại hội được chuẩn bị đầy đủ, chất lượng. Quá trình hiệp thương diễn ra công khai, dân chủ, đảm bảo quy định. Đến nay, Mặt trận Tổ quốc thành phố Lào Cai cũng đã tổ chức xong đại hội điểm. Sau tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm, các địa phương đang gấp rút hoàn thành công tác tổ chức đại hội cấp huyện, dự kiến sẽ hoàn thành trước ngày 25 tháng 5. Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh sẽ hoàn thành trong tháng 7 năm 2024. Việc triển khai thực hiện thí điểm 35 dịch vụ công trực tuyến không tiếp nhận hồ sơ giấy trên địa bàn tỉnh đã đạt nhiều kết quả, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Cụ thể, từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 20 tháng 3, Trung tâm Dịch vụ Hành chính Công tỉnh đã tiếp nhận 5.174 hồ sơ, trong đó có trên 5.000 hồ sơ trực tuyến, đạt 97% số lượng hồ sơ phát sinh. Công tác tiếp nhận và giải quyết dịch vụ công trực tuyến thí điểm không tiếp nhận hồ sơ giấy cơ bản đã đáp ứng được mục tiêu đề ra và bước đầu đem lại hiệu quả thiết thực cho cả công dân có nhu cầu giao dịch và đội ngũ cán bộ thực hiện nhiệm vụ. Qua đó góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng dịch vụ công trực tuyến, từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, tạo được sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính. Được mệnh danh là xứ sở của các loài măng, huyện Văn Bàn nổi tiếng với rất nhiều món ăn ngon từ các loại măng khác nhau như măng vầu, măng nứa, măng trúc. Trong đó nổi tiếng nhất phải kể đến là măng sặt. Trong phần tiếp theo của chương trình, mời quý vị và các bạn hòa cùng vào không khí rộn ràng của bà con xã Dần Thàng trong mùa thu hoạch loại măng đặc sản này. Chung là thời tiết ở trên này thì khí hậu nó lúc nào cũng ẩm ướt. Vâng. Nên là măng thì chủ yếu là Dần Thàng là măng khí hậu ẩm ướt này nó mọng hơi nhiều. Đối với diện tích trong toàn xã thì 215 ha trong tổng toàn xã diện tích. Trong đó thì mỗi ngày người dân thu hoạch trên toàn xã mỗi ngày khoảng trên 10 tấn trên một ngày. Bắt đầu về thu măng thì bắt đầu từ tháng 2 cho đến tháng 5
là khoảng độ hơn 2 tháng, tầm 3 tháng. Nói chung là xã cũng có kế hoạch ưu tiên để dân phát triển, để mang sạn, để phát triển thu nhập kinh tế cho gia đình. Đấy, cái măng này là gọi là măng trọt. Mình nhìn cái gốc này rất là đẹp. So với thị trường giá cả thì như đầu mùa mới có măng là 4.000 trên 1 cân. Bây giờ hiện tại thì cũng gọi là giữa mùa, gần hết mùa rồi. Thì 15-20.000 cho đến 30.000 1 cân. Nói chung là bây giờ thì đường cũng có rất là đẹp rồi. Thì người dân chỉ cần mang ra đường là bên thương lái người ta mua, đến tận vườn mua luôn. Hái xong là bể nấu luôn, ngon nhất. Vâng. Xong để là ví dụ sáng hái để chiều tối ăn thì nó bị héo. Măng thì làm rất mấy thế nào? Xào. Rồi là luộc. Làm luộc xong làm măng chua, măng ớt. Luộc để làm canh, cho canh xương. Măng này là có hai loại măng. Vâng. Có một loại măng làm nó hơi đen. Vâng. Là ăn nó đắng. Vâng. Đấy, như măng này là ăn không đắng. Tiếp tục chương trình, Hà Nội thí điểm thanh toán trong giữ xe không dùng tiền mặt. Những câu nói để đời của CEO Apple Tim Cook. Tại chương trình nghệ thuật kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng đế và khai mạc lễ hội Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình năm nay, lần đầu tiên sẽ có màn trình diễn ánh sáng hiện đại Drone Light với gần 1.000 máy bay tự động, hứa hẹn sẽ mang đến những cảm xúc lắng đọng, hấp dẫn người xem. Mỗi máy bay được trang bị đèn LED nhiều màu sắc và bay theo lập trình. Tất cả được điều khiển bằng phần mềm chuyên dụng kết hợp nhịp độ, nhịp điệu của âm nhạc trên sân khấu, để tạo ra các hình ảnh hiệu ứng kể câu chuyện về vua Đinh Tiên Hoàng từ thủa cờ lau tập trận đến khi dẹp loạn 12 sứ quân, thống nhất Giang Sơn, dựng nền chính thống quốc gia Đại Cổ Việt sau hơn 1.000 năm Bắc thuộc. Đặc biệt, chữ Thái Bình thể hiện khát vọng ngàn đời của dân tộc Việt sẽ nổi bật trên bầu trời đêm khai mạc, tạo khí thế và niềm tự hào to lớn cho thế hệ hôm nay. Từ ngày 15 tháng 4, thành phố Hà Nội đã triển khai thí điểm ứng dụng giải pháp công nghệ tìm kiếm và thanh toán trong giữ xe nhằm hạn chế, tiến tới không sử dụng tiền mặt tại 7 vị trí trên địa bàn quận Hoàn Kiếm. Các điểm được áp dụng công nghệ thu phí thông minh, loại công nghệ đang được sử dụng trong thu phí tự động không dừng ETC tại các trạm thu phí và công nghệ AI nhận dạng biển số xe. Qua đó vừa góp phần minh bạch thu phí, vừa giảm ùn tắc, hướng đến mục tiêu minh bạch, thuận tiện, văn minh hiện đại. Tuy nhiên, bên cạnh sự tiện lợi trong 2 ngày đầu triển khai, nhiều người còn lúng túng và cũng đã có những vấn đề bất cập phát sinh như khách quá tải, ngân hàng báo lỗi, người gửi không sử dụng dịch vụ Internet Banking. Bởi vậy, để mô hình thực sự hiệu quả, những bất cập tồn tại và phát sinh cần sớm được khắc phục. Tranh dân gian Đông Hồ là một di sản văn hóa quý giá của dân tộc. Việc giữ gìn, tôn vinh và phát triển nghề, ghi nhận sự nỗ lực của các nghệ nhân đã góp phần xây dựng sản phẩm văn hóa, trở thành thương hiệu, thành công cụ quảng bá, giới thiệu về văn hóa Việt Nam ra thế giới. Sau nhiều năm ấp ủ sưu tầm tư liệu, hiện vật và tích lũy nguồn lực, không gian nhà trưng bày tranh dân gian Đông Hồ của nghệ nhân ưu tú Nguyễn Đăng Chế được hoàn thành. Đây không chỉ là nơi bảo tồn, lưu giữ, trao truyền và lan tỏa giá trị tinh hoa của nghệ thuật làm tranh truyền thống, mà còn giới thiệu đến công chúng những hiểu biết đầy đủ, thú vị về quy trình vẽ mẫu, tạo màu, in tranh Đồng Hồ. Thì tất cả những cái mẫu tranh Đồng Hồ trong tay tôi có, nhưng mà cũng chưa ra được sản phẩm. Phải tự tay tôi ngồi, tôi vẽ lại từng cái tranh, cái công nghệ làm tranh Đồng Hồ để các vị xem và hiểu biết được cái nghề làm tranh Đồng Hồ. Xưa kia, làng Đồng Hồ có 17 dòng họ làm tranh.
Sau năm 1945, dòng tranh bị mai một dần. Đến năm 1990, cả làng chỉ còn 3 gia đình giữ được nghề. Trong đó, nghệ nhân Nguyễn Đăng Chế là một trong số ít người dụng công sưu tầm tranh cổ và các bản khắc gỗ để bảo tồn, khôi phục và phát triển thành công dòng tranh dân gian quý của dân tộc. Hiện nay, gia đình nghệ nhân còn lưu giữ hàng nghìn bản khắc, hàng trăm bức tranh và hàng chục bộ tranh dân gian Đông Hồ cổ. Trong đó, nhiều bộ tranh và bản khắc gỗ quý hiếm có niên đại hơn 200 năm. Các cái thế hệ người thân trong gia đình đã kiên quyết, kiên định để có thể có được một nhà trưng bày mà ở đó đảm bảo được những cái điều mà tất cả chúng ta đều mong mỏi. Thứ nhất là có thể giới thiệu được nghề làm tranh Đông Hồ với các cái quy trình rất là nghiêm ngặt. Và thứ hai nữa là cũng là một cái nơi để có thể bảo tồn và phát huy các cái giá trị di sản văn hóa phi vật thể của tranh Đông Hồ. Góc độ của đối với địa phương này, chúng tôi là cơ sở phường thì luôn luôn là tạo điều kiện để cho gia đình cùng phối hợp với gia đình trong việc là cùng phối hợp để cùng là quảng bá đến mọi người về giá trị của dòng tranh. Năm 2013, nghề đàm tranh dân gian Đông Hồ được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Việt Nam đang đệ trình UNESCO hồ sơ nghề đàm tranh dân gian Đông Hồ để được xem xét ghi vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp. Qua đó có phần bảo tồn, lan tỏa tinh hoa văn hóa quý của dân tộc. Chuyển sang những thông tin thời sự quốc tế. Thưa quý vị và các bạn, Thủ tướng Cộng hòa Séc đã có chuyến công du đến Mỹ, bao gồm cuộc gặp với Tổng thống Joe Biden tại Nhà Trắng. Tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ đã hoan nghênh Thủ tướng Séc và ca ngợi vai trò của Séc. Hai nhà lãnh đạo thảo luận về tăng cường hợp tác quốc phòng và các lĩnh vực khác. Thủ tướng Cộng hòa Séc nhấn mạnh tầm quan trọng của vai trò đồng minh trong NATO và thách thức chung mà hai nước đối mặt, bao gồm xung đột ở Trung Đông và Ukraine. Hai bên nhất trí tiếp tục hỗ trợ Ukraine và thảo luận về khả năng Mỹ cung cấp khí đốt hóa lỏng cho Séc, hợp tác năng lượng hạt nhân và hỗ trợ cho các doanh nghiệp Séc ở Mỹ. Chính phủ Séc kỳ vọng chuyến thăm sẽ khẳng định vai trò quốc tế của Séc và tăng cường hợp tác kinh tế, năng lượng với Mỹ. Hà Lan, đất nước được mệnh danh là xứ sở của hoa tulip, càng trở nên rực rỡ. Các cánh đồng hoa tulip khắp vùng nông thôn biến Hà Lan thành bức tranh màu sắc tuyệt đẹp. Heiligom là điểm đến nổi bật ở tỉnh Noord-Holland, Hà Lan. Mỗi năm cánh đồng này thu hút hàng chục nghìn du khách bởi sự rực rỡ của hơn 750.000 bông hoa tulip. Du khách được đắm chìm trong biển hoa đa sắc như đỏ, vàng, hồng, cam, tím và trắng. Cánh đồng Heiligom do gia đình Romy Rilgok quản lý, mở cửa đón khách từ ngày 29 tháng 3 đến giữa tháng 5 hàng năm. Cả gia đình đã bỏ công sức suốt một năm để tạo nên những bông hoa tươi thắm này. Những cánh đồng hoa tulip rực rỡ ở Hà Lan không chỉ là điểm đến đẹp mắt mà còn là biểu tượng của sự phồn thịnh, tươi mới mùa xuân, là niềm tự hào văn hóa của người Hà Lan. Tim Cook, giám đốc điều hành của Apple, không chỉ nổi tiếng là nhà quản lý tài ba giúp Apple duy trì vị thế công ty có giá trị vốn hóa lớn nhất thế giới mà còn có những phát biểu ấn tượng. Trong số những câu nói nổi tiếng của Tim Cook, có câu cuộc sống không dành cho bạn đứng bên lề và quan sát, thế giới cần bạn tham gia. Tim Cook cũng chia sẻ về thử thách, đôi khi tôi gặp khó khăn, nhưng nó giúp tôi tự tin vào bản thân, cho phép tôi đi theo con đường của riêng mình, vượt qua nghịch cảnh, gạt bỏ những định kiến. Và về đổi mới, ông nói, một số người nghĩ rằng đổi mới là thay đổi, nhưng chúng tôi không bao giờ nhìn nhận theo cách đó. Tôi nghĩ làm cho mọi thứ tốt hơn chính là đổi mới. Những câu nói này không chỉ phản ánh triết lý sống của ông mà còn là nguồn cảm hứng cho nhiều người. Bầu trời đảo Java của Indonesia đang tràn ngập những chiếc khinh khí cầu đầy màu sắc trong lễ hội khinh khí cầu, một sự kiện truyền thống để mừng lễ Eid al-Fitr. Bầu trời thành phố Gunung trên đảo Java bừng sáng với màn trình diễn của hàng chục khinh khí cầu rực rỡ. Những quả khí cầu này có đường kính từ 30 đến 42 mét, phần lớn được làm từ giấy sáp thủ công, đặc biệt cho lễ hội này. Sự kiện này không chỉ là một phần của lễ hội mà còn thúc đẩy tiềm năng du lịch và kinh tế địa phương, đặc biệt trong dịp lễ Eid al-Fitr.
Trước đây các khinh khí cầu được bay tự do, tuy nhiên để đảm bảo an toàn, ngày nay chúng phải được gắn vào các cáp neo và chỉ được phép bay cao tối đa 150 mét. Quý vị và các bạn thân mến, Hòn Dẹo là một trong những hòn đảo xinh đẹp của tỉnh Bình Định. Đến với hòn đảo này, bạn sẽ được thả hồn phiêu du theo từng cơn gió, nghe tiếng sóng biển hoặc tham gia lặn để ngắm san hô dưới đáy biển. Nơi đây hiện vẫn chưa có người dân sinh sống nên vẫn giữ được nét hoang sơ yên bình vốn có. Những hình ảnh đẹp về hòn đảo xinh đẹp của tỉnh Bình Định sẽ có trong một góc nhìn cuộc sống hôm nay. Những hình ảnh trong một góc nhìn cuộc sống cũng đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.